Trước đó, trong ngày, Mã Lai xác nhận có 3 đầu mối mới trong cuộc tìm kiếm máy bay MH370. Giới chức Mã Lai hôm nay xác nhận có 3 đầu mối mới, nuôi hy vọng rằng xác của chiếc máy bay bị mất tích có thể sớm được tìm thấy. Trung Quốc, Úc và Pháp đã cung cấp thông tin mới về những mảnh vỡ trôi ở Ấn Độ Dương có thể liên quan đến chiếc máy bay Malaysia Airlines MH370 đã bị mất tích hơn 2 tuần. Úc cho biết họ đã phát hiện hai vật thể mới, một vật tròn có màu xanh lục xám và vật thứ hai màu cam, hình chữ nhật. Và tàu của Úc hy vọng có thể sớm vớt được các vật này. Trước đó trong ngày, một máy bay quân sự của Trung Quốc báo cáo đã nhìn thấy những vật nổi khả nghi màu trắng trong khu vực tìm kiếm của Úc, nhưng khá xa nơi các vật nổi được nhìn thấy bởi Úc vào tuần trước. Cũng trong sáng hôm nay, Pháp đã trao cho Mã Lai thêm những hình ảnh từ vệ tinh khác được chụp vào hôm qua, và Mã Lai cũng đã chuyển những hình ảnh này cho nhóm tìm kiếm của Úc. Trong cuối tuần qua, một phi hành đoàn của Úc đã nhìn thấy một pallet bằng gỗ và dây an toàn trong vùng biển lạnh giá ở Nam Ấn Độ Dương, nơi hình ảnh vệ tinh đã cho thấy những vật có thể là những mảnh vỡ của máy bay bị mất tích. Chiếc máy bay MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar dân sự chưa đầy một giờ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur trên đường bay đến Bắc Kinh với 239 hành khách và phi hành đoàn vào ngày 8 tháng 3. Kể từ đó, chiếc máy bay đã không được nhìn thấy và không có đầu mối chính xác nào về những gì đã thật sự xảy ra. Bộ trưởng Giao thông Mã Lai, ông Hishamuddin Hussein nói, việc tìm kiếm máy bay MH370 đã đưa mọi người đi nửa vòng trái đất. Vào thời điểm này, đã có những đầu mối mới. Sự quan tâm và nguồn lực trong việc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 đã di chuyển đến một vùng biển sâu ngày càng thu hẹp ở Nam Ấn Độ Dương, cách xa hàng ngàn dặm đường bay ban đầu của máy bay.